Thưa quý vị, cách đây tròn 103 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Sài Gòn Gia Đình đã tiễn đưa người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với cái tên Văn Ba rời cảng Sài Gòn đi ra nước ngoài để thực hiện khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước. Đó là một ý định cách mạng thể hiện tư tưởng đổi mới, cả tầm nhìn và hành động. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó vừa tròn 21 tuổi, đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Người thanh niên ấy đã nung nấu một ý chí với quyết tâm cháy bỏng. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Cuộc hành trình của người đã qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên thế giới, đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin và xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức, bóc lột và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Thời gian từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài, người trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Các cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương sáng ngời cho toàn đảng và toàn dân ta cùng học tập và phấn đấu noi theo. Trong quá trình hoạt động cách mạng của người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nhiều nơi và để lại nhiều bút tích cũng như hiện vật đã trở thành di sản quý báu hiện đang được lưu giữ ở nhiều bảo tàng trong nước cũng như thế giới. Những ngày này thì tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người dân khắp cả nước đã cùng đến đây để tìm hiểu về sự nghiệp hoạt động cách mạng của người với tấm lòng kính yêu vô hạn. Bên những tài liệu hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày công phu và sinh động trong từng gian phòng, khách tham quan như bị cuốn theo dòng thời gian khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu cho hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ. Nhà tôi thì ở gần Hà Nội và tôi cũng đã từng tham quan ở ngoài lăng Chủ tịch. Nhưng thực tế là khi mà vào thăm cho bé vào thăm đây và lần đây cũng là lần đầu tiên tôi vào thăm ở đây, thì tôi cảm thấy là rất là xúc động và bồi hồi. Mình rất là ngưỡng mộ bác. Mùa hè năm nay tôi dẫn con tôi đến cái bảo tàng này để cho con tôi nó học hỏi và nó hiểu thêm về cái cuộc sống của bác cũng như là cái tư tưởng lớn của bác dành cho cái người miền Nam và đặc biệt là cho đất nước Việt Nam. Nên đi xem bảo tàng kỳ này con tôi nó đã có một cái bài học rất là tốt và rất là hữu ích cho cái việc học tập cũng như là cái hướng học tập của con tôi. Hiện nay, mỗi năm Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 250.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, học tập, tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của bác. Tham quan các không gian trưng bày về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân đều bày tỏ lòng kính yêu sâu sắc. Tôi từ Thái Bình vào lần đầu được đến thăm bến cảng Nhà Rồng thì cảm thấy rất là xúc động, rất là tự hào vì là đã được đến đây thăm cái nơi mà bác ra đi tìm đường cứu nước, dẫn con vào để hiểu hơn về cái con đường mà bác đã đi tìm đường cứu nước để giành lại được độc lập tự do cho dân tộc. Biết được ngày 5 tháng 6 là ngày kỷ niệm ngày ra đi bác tìm đường cứu nước nên là mong muốn đến đây để tìm hiểu thêm về con đường ra đi của bác và qua đó biết được thêm sự phát triển đất nước Việt Nam. Là nơi lưu giữ tài liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là tài sản vô giá trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, học tập tư tưởng đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó góp phần bồi dưỡng các thế hệ người Việt Nam kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người.